Nếu mang là cái thơm vẫn là công an. Này mới chơi luôn. Thành Châu Đức gặp Phong Phú Mỹ. Thành Châu Đức gặp Phong Phú Mỹ. Qua kỹ miền sao mà giờ mà chơi vậy đó. Mời nữ để gậy 60 66 à. Mời nữ. Xin mời nữ hiện cân dưới 66 ký tới cân ạ. Hùng Đất Đỏ. Xin mời Hà Đất Đỏ, Hàng Đất Đỏ, Kim Châu Đức, Xuân Phú Mỹ tới cân ạ. Hùng Đất Đỏ là thứ hai. Mời Hùng Đất Đỏ. Cùng với Thắng Kiệt. Cùng với Thắng bỏ cùng hả? Bỏ cùng gì nữa? Còn tốt không? Còn tốt không? Còn đâu đẩy được đâu rồi. Hello. Vô ra luôn đi, vừa thắng là vô chung kết, còn kia thua cho thằng ba. Phạm, lộng nói cho tao. Lộc Biên nhóc mẹ, bữa là mẹ nghe lắm con. Lấy cây.
rồi tháo dế rồi lại luôn đến đỏ con lại 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 đất đỏ đẩy đầy 66 kg nha. Lâm. Rồi. Rồi. Rồi, em rồi. Lâm đất đỏ lần thứ ba. Đó lại đi cho nắng được cắt vô. Rồi bà cho lẻ. Cắt vô. Rồi. Đỏ tốn sức. Hải cũng ấy. Để nó qua tập trung. Người chùm đi ông chứ. Để xin mời Duy của Bắc Điền hạng cân 54 kg ạ. Nữ. Duy. Là xin mời Thái của Bắc Điền. Đó hả? Đi á. Là nó đó. Đây là bên con. Đúng rồi. 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 Đúng rồ
chèo đây, chèo đây. Dừng không? Dừng không? Bỏ tài. Đại Phú Mỹ đập tài đều đẩy cái đùi này. Đại Phú Mỹ đập tài đều đẩy cái đùi này. Đại Phú Mỹ đập tài đều đẩy cái đùi này. Đại Phú Mỹ đập tài đều đẩy cái đùi này. Đại Phú Mỹ đập tài đều đẩy cái đùi này. Đại Phú Mỹ đập tài đều Đánh cho Đức, gặp ngõ Phú Mỹ. Vô cây vô bụng rồi. Đâu, đi đi. Gọi luôn hả? Con đỏ, ai con đỏ. Rồi em mời Phượng của Phú Mỹ gặp Thanh của Châu Đức. Anh thả này, gặp Đức trời nè. Rất bình tĩnh luôn. Dạ bình tĩnh ghê chưa? Wow. Thầy quay lại.
Lùi là sai lầm rồi. Đấy gậy này mà lùi là sai rồi. Sự Phú Mỹ gặp bên Long Hiền. Sình nóng quá. Chưa ai vừa dưới là
mình đỡ cái mình chịu tin thôi chứ đẩy nó nổi gì nữa. Dưới sân xấu đi nào, chưa cần đẩy nhìn cái tướng. Và chị Minh Phú Mỹ gặp chị Thành Đất Đỏ ấy nè mọi người, cái tướng quá đuối rồi, cái tướng to đẩy quá về luôn á, nè chị vô với sao cả cả quý nhìn đồng màu quý đúng rồi nãy vậy cho đồng màu như là vừa cho đồng màu quý wow. Bỏ. Ê, sao vậy? Trời ơi, trời. Nam 54kg đẩy gậy tranh hạng ba con đất gặp Hào Long Điền. Rồi bây giờ đến tranh hạng ba đẩy gậy này. Tranh hạng ba đẩy gậy nam. Dứt luôn này ơi, dứt luôn, đẩy lên đây luôn. Đi luôn này ơi. Rồi, hạng ba. Giờ lại có giải ba rồi. Chung kết Long Bà Rịa gặp Đông Châu Đức. Chung kết nam đẩy gậy Long Bà Rịa Đông Châu Đức. Nổi điên quá gậy tụt rồi mọi người á. Tấn công được rồi, được rồi. Hay quá, tuyệt vời. Quá tuyệt vời. Đông Châu Đức nhất à. Quá hay à. Rồi chóc cả chân luôn rồi. Kiệt Phú Mỹ gặp Hà
Ngày 15 tháng 4
Gracias.